Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong vòng 24 giờ qua. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. sốc thủ môn Bùi Tiến Dũng và đồng đội rủ nhau bỏ tập ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 7 tháng 4, trong buổi tập tại sân Lyon Phú Thọ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng gần phân nửa cầu thủ câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, 13 trên 28 cầu thủ đã không bước vào buổi tập. Có nguồn tin cho biết họ làm vậy để phản ứng với ban lãnh đạo đội bóng nguyên do dẫn đến việc có rất nhiều cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phản ứng ban lãnh đạo đội bóng vì đã tự ý cắt phí lót tay năm 2021 của họ. Đây được xem là vấn đề đã âm ỉ trong nội bộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lâu nay, khiến huấn luyện viên trưởng Trần Minh Chiến đứng trước tình thế rất đau đầu vì không thể xử lý dứt điểm vụ việc nằm ngoài tầm tay của mình. Ở mùa giải trước, do mùa bóng bị hủy sau vòng 12 giải V-League nên ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh quyết định không trả tiền phí lót tay nữa năm 2021 cho các cầu thủ. Đồng thời, những tháng họ không thi đấu cũng bị cắt giảm lương. Tuy nhiên, các cầu thủ không đồng ý điều này và yêu cầu phải được trả đầy đủ lương vì họ vẫn tập luyện bình thường ngay trong mùa dịch Đến tháng 2 năm 2022, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gửi thông báo cho các cầu thủ cho biết chỉ hỗ trợ 10% và xem đó là số tiền lót tay còn lại của mùa giải. Diễn biến này khiến nhiều cầu thủ bất bình vì họ không được thương lượng để giải quyết mọi khúc mắc. Ngoài ra, tiền hỗ trợ khác với phí lót tay và họ cho biết sẽ khiếu kiện về vấn đề này nếu không được giải quyết ổn thỏa. Vì vậy, sau 3 vòng đấu ở giải V-League 2022, khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị trở lại thi đấu Cúp Quốc gia vòng 1/8 gặp câu lạc bộ Sài Gòn ngày 10 tháng 4 tới, thì trong buổi tập ngày 7 tháng 4, gần phân nửa cầu thủ đội bóng này đã không bước vào buổi tập. Họ chỉ ngồi ngoài như hình thức đình công và phản đối lãnh đạo câu lạc bộ. Chia sẻ với báo chí, một cầu thủ của đội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo đội đã vài lần hứa sẽ trả phí lót tay và trả lương nhưng đến thời điểm hiện tại, số cầu thủ bị nợ vẫn chưa được nhận đồng nào. Cũng theo cầu thủ này, khoản tiền mà họ không được nhận là khá lớn, nhưng đội bóng vẫn không có hồi âm nào từ đầu mùa giải đến giờ. Hiện vẫn chưa rõ sắp tới sự việc có được ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm việc để giải quyết khúc mắc với các cầu thủ hay không, trước khi thi đấu trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào ngày 10 tháng 4 tới. Vì sao huấn luyện viên Ponser loại hàng loạt hàng xịn của U23 Việt Nam? Nguyễn Hai Long, Đặng Văn Tới, Trần Bảo Toàn, Trần Văn Công là một loạt những cầu thủ U23 Việt Nam chất lượng không có tên trong danh sách triệu tập cho SEA Games 2021. Huấn luyện viên Ponser thông qua VFF đã công bố bản danh sách 27 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 2021, trong đó một loạt các câu hỏi xoay quanh việc thiếu vắng nhiều cầu thủ được đặt ra. Nổi bật nhất là trường hợp của Nguyễn Hải Long. Bản thân Nguyễn Hải Long trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm nay đã bày tỏ khát khao có thể cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2021. Thế nhưng cho đến hiện tại, cầu thủ từng được xem là niềm hy vọng lớn cho lứa cầu thủ hậu Quang Hải đã và đang không xuất hiện trong các bản danh sách triệu tập U23 và đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Ponser. Ngoài Nguyễn Hài Long, một tiền vệ trung tâm khác là Nguyễn Hữu Thắng cũng không xuất hiện trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam lần này. Câu chuyện tương tự đến với trung vệ Đặng Văn Tới, người được xem là thủ lĩnh hàng thủ của U23 Việt Nam. Mâu thuẫn hơn, một số trung vệ ít kinh nghiệm hơn Văn Tới gồm Vũ Tiến Long, Văn Việt lại được ông Park chọn lựa. Hai cái tên chơi không tồi ở cấp câu lạc bộ là Thái Bá Sang, Sông Lam Nghệ An và Trần Văn Công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang bị huấn luyện viên Ponser ngõ lờ. Những thắc mắc lập tức được đưa ra và người ta chưa hiểu ý đồ của huấn luyện viên Ponser khi gạch một loạt các cầu thủ giỏi nhất của U23 Việt Nam khỏi danh sách. Nhưng theo tìm hiểu, huấn luyện viên Ponser đang có kế hoạch đưa hai cầu thủ trên 23 tuổi có năng lực vào khu vực tiền vệ trung tâm, nơi mà những Hai lông, Hữu Thắng, Văn Công dù giỏi nhưng vẫn chưa thể tạo nên được tầm ảnh hưởng lớn. Đó có thể là Đỗ Hồng Dũng, người đã cùng ông Park dự ASEAN 2018 và SEA Games 2019, đều theo diện hơn tuổi hay Nguyễn Hoàng Đức. Không loại trừ khả năng, Nguyễn Quang Hải cũng là phương án được ông Park lựa chọn cho suốt trên 23 tuổi. Tất nhiên, Quang Hải chỉ có thể dự SEA Games 2021 trong tháng 5 nếu như anh chưa có kế hoạch sang châu Âu ngay khi hết hợp đồng với Hà Nội FC sau ngày 12 tháng 4. Những cầu thủ sáng cửa đá chính ở U23 Việt Nam Huấn luyện viên Ponser gây bất ngờ khi công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị dự SEA Games với nhiều gương mặt mới. Tuy nhiên, các cầu thủ quan trọng vẫn là nhân tố quen thuộc. Trước SEA Games 31, ngoài các giải trong nước, huấn luyện viên Park và các cộng sự có 3 giải đấu quan trọng để đánh giá năng lực, phong độ của các cầu thủ là vòng loại U23 châu Á, giải vô địch Đông Nam Á và Dubai Cup 2022. Cuối cùng, chiến lược gia người Hàn Quốc chọn ra 27 cái tên, chưa tính 3 cầu thủ hơn tuổi để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games. Vậy ai có khả năng trụ lại đến cùng và đủ sức đá chính cho U23 Việt Nam? Hàng thủ ổn định, ở vị trí thủ môn, không khó để khẳng định Nguyễn Văn Toản là sự lựa chọn số 1 của U23 Việt Nam anh từng cùng các đồng đội giành huy chương vàng SEA Games 30. Sau đó, anh trở thành tuyển thủ quốc gia, có màn ra mắt tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Điểm trừ với Văn Toản lúc này là phong độ. Anh chưa được thi đấu sau khi phẫu thuật dị tật ở vai và cảm giác bóng vẫn là một dấu hỏi. Ở Dubai Cup 2022, quyền huấn luyện viên trưởng Lee Jong-jin cho Quang Văn Chuẩn bắt chính toàn bộ 3 trận đấu của U23 Việt Nam thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội thể hiện khá tốt và là đối thủ nặng ký đối với Văn Toản. Bộ ba án ngữ phía trên khung thành của U23 Việt Nam cũng được xác định. Nguyễn Thanh Bình sẽ chơi ở vị trí trung vệ thòng. Anh có những bước tiến bộ không ngừng trong thời gian qua, được chơi ở V-League, AFC Champions League và cả vòng loại World Cup 2022. Anh cũng gây ấn tượng với bàn thắng vào lưới tuyển Nhật Bản. Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch phải ở câu lạc bộ Hà Nội, trung vệ này dần trở thành trụ cột. Lúc này, Việt Anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất ở U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park muốn có một trung vệ lệch trái, thuận chân trái ở U23 Việt Nam để khả năng luôn chuyển bóng lên phía trên được mượt mà hơn. Khi đó, Nham Mạnh Dũng và Liễu Quang Vinh sẽ có cơ hội Mạnh Dũng có lợi thế để đá chính bởi Quang Vinh vừa dính một chấn thương dây chằng khá nặng và cầu thủ của câu lạc bộ Viettel cũng thể hiện tốt ở vòng loại U23 châu Á lẫn Dubai Cup 2022. Trong khi đó, Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô là hai ứng cử viên nặng ký cho suất đá chính ở cánh trái và phải. Huấn luyện viên Park đã tin tưởng họ ở vòng loại U23 châu Á 2022 đến Dubai Cup 2022, Văn Đô là một trong những cầu thủ được thi đấu nhiều nhất của U23 Việt Nam. Trong khi đó, Văn Xuân đã ra mắt tuyển Việt Nam. Điều này cho thấy hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội được huấn luyện viên Park đánh giá rất cao. Dự bị cho Văn Xuân ở cánh trái sẽ là Phan Tuấn Tài. Hậu vệ của câu lạc bộ Đắk Lắk đã chính 3 trận ở Dubai Cup 2022, chơi ấn tượng tại giải vô địch U23 Đông Nam Á. Hỗ trợ tấn công là một trong những điểm mạnh của Tuấn Tài. Anh là người có pha kiến tạo để Trần Bảo Toàn ghi bàn duy nhất trong trận chung kết U23 Đông Nam Á với Thái Lan. Phía cánh đối diện, Nguyễn Văn Việt, Hoàng Xuân Tân là những lựa chọn sau văn đô. Họ đều trưởng thành từ những giải trẻ trong nước và từng được huấn luyện viên Park gọi lên U23 Việt Nam. Những bất ngờ ở tuyến trên Nguyễn Hải Long, cầu thủ chơi ấn tượng và tạo ra sự khác biệt ở vòng loại U23 châu Á 2022, không được điền tên Tương tự, Nguyễn Hữu Thắng, nhân tố có thể gây bất ngờ nhờ lối chơi kỹ thuật cũng không được gọi. Đây có thể là động thái cho thấy huấn luyện viên Park muốn gọi Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Quang Hải cho SEA Games 31. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang có nhiều cầu thủ giỏi, tranh chấp, điều tiết lối chơi trong đội hình. Nếu xét kinh nghiệm thi đấu, Nguyễn Trọng Long và Lý Công Hoàng Anh có lợi thế. Trong khi Hoàng Anh là tuyển thủ quốc gia, Trọng Long lại được cho ra sân khá nhiều ở Dubai Cup 2022 và cả V-League 2022. Tương tự, hàng tiền vệ, huấn luyện viên Park cũng gây bất ngờ với cách lựa chọn nhân sự trên hàng tiền đạo. Các cầu thủ kinh nghiệm như là Trần Bảo Toàn, Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Xuân Tú đều bị gạch tên. Khi đó, ở ba vị trí trên hàng công, cơ hội đáy chính thuộc về Võ Nguyên Hoàng, Trần Văn Đạt và Mai Xuân Quyết. Trong khi Nguyên Hoàng, Văn Đạt được thi đấu nhiều ở Dubai Cup 2022 và thể hiện khá tốt thì Xuân Quyết lại có lợi thế về kinh nghiệm với 51 lần ra sân ở V-League, tức là 3.349 phút thi đấu. Cầu thủ của câu lạc bộ Nam Định chỉ vắng mặt ở Dubai Cup 2022 vì chấn thương. Ba tiền đạo còn lại là Hồ Thanh Minh, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Văn Tùng. Thanh Minh có một bàn thắng ở vòng loại U23 châu Á 2022. Văn Tùng gây ấn tượng tại giải U23 Đông Nam Á. Còn Vĩ Hào là gương mặt khá xa lạ với nhiều khán giả. Ở mùa 2022, Vĩ Hào khoác áo câu lạc bộ Bình Dương, anh được ra sân 3 trận và có một lần đá chính. Đây mới là lần đầu tiên Vĩ Hào được gọi lên U23 Việt Nam. Do đó, khả năng cạnh tranh vị trí của anh là không cao. U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 7 tháng 4 và có thêm hai trận giao hữu. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, huấn luyện viên Park cũng có thể loại bổ sung cầu thủ bất cứ lúc nào. Báo Trung Quốc bức xúc vì đội nhà không xin lỗi sau trận thua Việt Nam. Thất bại trước tuyển Việt Nam và Oman ở vòng loại quân cúp khiến cho truyền thông Trung Quốc cảm thấy khó nuốt trôi. Họ càng bức xúc khi đội tuyển Trung Quốc muốn lờ đi những trận thua này. Tờ Sohu của Trung Quốc khơi lại nỗi đau cũ. Vẫn không có lời xin lỗi nào được đưa ra sau các trận thua Oman và Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc mỗi lần đi du đấu như thể tổ chức đoàn cho hàng trăm người đi du lịch và ăn sơn hào hải vị. Cũng trong sáng nay, 7 tháng 4, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA đã bác bỏ các tin đồn được Tân Hoa Xã đưa ra đêm qua liên quan đến CFA và đến đội tuyển quốc gia. Sohu thông tin thêm. Những tin đồn liên quan đến đội tuyển Trung Quốc và Liên đoàn bóng đá nước này Đáng chú ý có việc Chủ tịch CFA Chen Suyon từ chức sau thất bại của đội tuyển tại vòng loại quanh cúp được thay thế bằng Phó Chủ tịch Sun Wen. Mặc dù vậy, người phát ngôn của CFA trả lời giới truyền thông sáng nay cho biết tin đồn này là không có thật. Tuy nhiên, bản thân tờ Soho đặt ra một vấn đề khác mà họ cho rằng rất bất hợp lý ở đội tuyển Trung Quốc. Quả thật, có rất nhiều người theo đội tuyển Trung Quốc mỗi khi đội thi đấu ở nước ngoài. Ngoài thành phần cầu thủ, ban huấn luyện, còn có quan chức, báo chí, nhân viên phiên dịch, nhân viên phân tích kỹ thuật, lên đến 108 người. Phía CFA cho rằng đội tuyển Trung Quốc đi đông như vậy, lên đến hàng trăm người mỗi chuyến là điều bình thường. Tờ Soho bức xúc cho biết thêm. Tổ chức đoàn đi du đấu nước ngoài rất đông nhưng không mang lại hiệu quả. Bằng chứng là đội tuyển Trung Quốc chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 10 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Xếp thứ 5 bảng B chỉ hơn đội cuối bảng Việt Nam có 2 điểm. Điều đó càng khiến cho giới truyền thông Trung Quốc tỏ ra bất mãn với đội nhà. Đặc biệt, đội tuyển Trung Quốc cũng không phủ nhận việc sử dụng các dịch vụ hạng sang khi đi du đấu. Tờ Sohu chia sẻ, đối với tin đồn đội tuyển Trung Quốc an toàn Sơn Hào Hải Vị trong các chuyến du đấu, người phát ngôn của CFA cho biết nguồn kinh phí cho các hoạt động của đội tuyển Trung Quốc đến từ việc xã hội hóa. Nhà cung cấp Sơn Hào Hải Vị cũng là một trong những nhà tài trợ của đội tuyển Trung Quốc, và đội tuyển sử dụng các dịch vụ hạng sang để đền đáp các nhà tài trợ dạng này. Tờ Sohu chua chát dẫn lại phát biểu của người phát ngôn CFA. Đội tuyển Trung Quốc từng đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết World Cup 2022, nhưng rốt cuộc họ bị loại từ khá sớm. Cách đây vài ngày, cũng chính tờ Sohu bình luận tuyển Trung Quốc hiện không chỉ kém nhóm đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, mà giờ còn kém luôn các đối thủ ngang tầm cỡ Lebanon, Oman, thậm chí thua cả đội tuyển Việt Nam về một số mặt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 24 giờ TV. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.